Xin hân hạnh giới thiệu các bạn, đây là hệ thống đo độ rung của dầm thép. Đây là cảm biến khối lượng và bộ tạo rung. Đây là cái cảm biến rung. Từ cái cảm biến khối lượng này mình mới tính ra được lực tác động và mình tính ra lực. Và đây là chủ nhiệm của đề tài. Thầy Hùng, giảng viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp. Đây là kết quả hiển thị hai bên, một bên là hiển thị độ rung và một bên là hiển thị lực. Cái trái là rung, cái trái là lực. Hệ thống là đề tài cấp bộ cho nên được làm rất công phu, cẩn thận và tỉ mỉ đến từng chi tiết, tính toán đến từng góc độ, từng thành phần của hệ thống sao cho đúng với thực tế và đúng với yêu cầu của bài toán đặt ra. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.